Vì sao không nên uống vitamin C? Vì sao thị trường mỹ phẩm lại có C tinh khiết và C dẫn xuất? Vì sao cũng là vitamin C nhưng có những chai 400 ngàn và có những chai tận 4 triệu? Và vì sao có những nền da cứ bôi vitamin C là bị kích ứng? Mọi người nhớ xem hết video để có câu trả lời nha. Vitamin C ở dạng tinh khiết hay còn gọi là ascorbic acid thì nó có khá là nhiều công dụng. Và cái công dụng phổ biến nhất mà bạn nào cũng biết đó là khả năng làm sáng, làm trắng da cho mình khi bôi lên. Tuy nhiên, vitamin C nó còn có thêm hai cái công dụng khác nữa cũng cực kỳ quan trọng. Đầu tiên là nó giúp chống oxy hóa cũng như là giúp trung hòa các cái gốc tự do. Nghĩa là khi da mình tiếp xúc với ánh nắng và nhiệt độ, nó có thể gây rối loạn hoạt động của tế bào, thậm chí là gây phá hủy tế bào và đẩy nhanh cái quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Và chức năng số 2 là ascorbic acid là một cái nguyên liệu cần thiết trong cái quá trình tổng hợp collagen của cơ thể mình. Mặc dù vitamin C nó quan trọng là vậy, nhưng mà cơ thể mình lại không có tự tổng hợp được mà sẽ cần được nhận từ bên ngoài. Nghĩa là thông qua đường bôi, ví dụ như là mỹ phẩm, hoặc là thông qua đường ăn uống. Và cái chữ ăn uống ở đây Rương muốn nói không phải là các viên uống chứa vitamin C, mà là cái đường thực phẩm bạn ăn á, ví dụ như là rau xanh và trái cây. Mỗi một ngày cơ thể mình sẽ cần nạp vào cái lượng vitamin C vào khoảng 75mg đối với nữ và tầm đâu đó 90mg đối với nam. Và nhìn vào cái bảng thống kê này, mọi người sẽ thấy cái lượng vitamin C nó rất là dồi dào trong rau xanh và trái cây. Cho nên khi mình ăn uống đủ chất thì rất là dễ dàng để mà cơ thể mình có đủ cái lượng vitamin C mà nó cần vào mỗi ngày. Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề là các cái viên uống vitamin C ở ngoài á, nó sẽ thường đến 1000mg, tức là gấp 10 lần so với cái lượng mà cơ thể của mình thật sự cần. Đồng ý là vitamin C khi mình uống vào mà nó dư á, thì nó có thể được thải ra qua đường nước tiểu. Tuy nhiên, đã có nghiên cứu cho thấy nếu như mình bổ sung dư và kéo dài liên tục mỗi ngày như vậy, nó có thể gây ra sỏi thận. Vitamin C nó có rất là nhiều lợi ích đối với da của mình khi mình bôi lên. Tuy nhiên, nó là một phân tử ưa nước cho nên cái khả năng thẩm thấu vào da của nó cực kỳ kém. Và bên cạnh đó, nó còn dễ bị oxy hóa nữa. Cho nên phải ngẫu nhiên mà những chai vitamin C ngoài thị trường nó thường là chai thủy tinh tối màu. Vẫn có giải pháp để làm cho vitamin C nó tăng khả năng thẩm thấu vào da cũng như là hạn chế được cái sự oxy hóa, đó là độ pH của sản phẩm. Đã có nghiên cứu cho thấy là độ pH 3,5 hoặc thấp hơn sẽ làm cho vitamin C dễ dàng thâm nhập vào da hơn cũng như là hạn chế được sự oxy hóa. Và đó cũng chính là lý do lớn nhất mà một số nền da nhạy cảm khi dùng C tinh khiết dễ bị lên mụn. Tại vì cái độ pH tự nhiên của da mình nó sẽ ở vào khoảng 5,5, còn pH 3,5 thì rõ ràng là tính axit quá nhiều. Cho nên là những cái nền da nhạy cảm hoặc là da đang có mụn có thể là sẽ dễ gây ra kích ứng. Thì cũng còn có nhiều cách khác để mà làm giảm đi cái sự oxy hóa của vitamin C. Ví dụ như là chai lọ tối màu, nó có thể là chất liệu thủy tinh hoặc là cái thiết kế của nó hơi mờ đục để mà hạn chế ánh sáng có thể đi qua. Và đồng thời là trong công thức của vitamin C, mọi người sẽ hay thấy có luôn vitamin E. Vitamin E nó sẽ giúp hạn chế cái sự oxy hóa. Bởi vì C tinh khiết nó có rất là nhiều ưu điểm, nhưng mà nó lại có khá là nhiều những cái vấn đề. Và đó là lý do mà C dẫn xuất ra đời. Vậy thì ba cái C dẫn xuất mà Rue thấy phổ biến trên thị trường mỹ phẩm hiện nay là MAP, SAP và EAA. Với MAP thì nó được xem là cái loại vitamin C có cái tính ổn định nhất trong họ nhà C. Bạn mua cái chai serum mà chứa MAP á, bạn có thể không cần bỏ vào ngăn mát tủ lạnh cũng được. Tuy nhiên, MAP lại gặp một vấn đề cực kỳ lớn, đó là khả năng thâm nhập qua da cực kỳ kém, kém hơn cả C tinh khiết. Cho nên với cá nhân Rue á, nếu như mà Rue có muốn mua MAP thì chắc Rue sẽ đặt hết cái sự kỳ vọng của mình vào công nghệ bào chế của hãng. Nhưng mà hãng có làm được hay không thì mình không biết. Còn đối với SAP thì sao? Độ ổn định của nó chỉ thua mỗi cái MAP thôi. Tức là nhìn chung con này rất là khó để mà bị oxy hóa. Tuy nhiên nó cũng gặp vấn đề tương tự với MAP, đó là cái khả năng thẩm thấu qua da của nó cực kỳ kém. Và đã có nghiên cứu in vivo cho thấy là SAP không có khả năng xuyên qua lớp biểu bì. Tuy nhiên, có một điểm sáng giá của SAP tính tới thời điểm này, đó là nó có cái tính kháng khuẩn mạnh, cho nên nó có thể dùng được trên những nền da dầu và da mụn. Cuối cùng là ethyl ascorbic acid, hay mọi người hay thấy người ta viết tắt là EAA hoặc là EAC đó. Thì so với hai cái dẫn xuất hồi nãy, thì cái chất này nó sẽ có khả năng thẩm thấu tốt hơn một chút bởi vì nó thân dầu hơn. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn còn cực kỳ ít dữ liệu nghiên cứu về cái chất này và in vivo lại càng ít hơn. Xét riêng về tính ổn định thì cái chất này nó lại không ổn định bằng hai cái chất hồi nãy. Và bây giờ Rue sẽ trả lời những câu hỏi Rue đã nêu ra ở đầu video ha. Vì sao không nên uống vitamin C thì chắc là mọi người đã biết rồi. Vì sao lại có C tinh khiết và C dẫn xuất? Thì bởi vì C tinh khiết nó quá là ưu việt, quá là vượt trội, cực kỳ nhiều tính năng luôn. Nhưng mà nó lại gặp vấn đề với sự oxy hóa cũng như là khả năng thâm nhập kém hoặc là dễ gây mụn.
cho nên là người ta mới bào chế nó ở cái dạng C dẫn xuất. Nhưng mà đến hiện tại sau khi mà xem và tham khảo rất là nhiều nguồn tài liệu khác nhau á, thì Rư vẫn cảm thấy C dẫn xuất nó vẫn đang khá là mông lung. Cho nên với cá nhân Rư thì Rư vẫn sẽ chọn luôn C tinh khiết ngay từ đầu. Và chắc là mọi người cũng đã biết vì sao vitamin C dễ gây kích ứng, Rư vừa mới trả lời luôn. Và câu số 4 là vì sao có những chai vitamin C nó chỉ khoảng 400 ngàn mà có những chai nó tận 4 triệu. Thì sự khác biệt lớn nhất là nằm ở công nghệ bào chế. Sau đây là những cái sản phẩm vitamin C mà Rư đã dùng. Về C tinh khiết trước ha, thì ông tổ của gia đình vitamin C đến hiện tại vẫn là SkinCeuticals. Nhẹ nhàng hơn là hai em này. Thì cái em của Claire đặc điểm mình bôi lên trên da nó hơi ấm ấm nóng nóng một chút. Còn với gạt nhơ thì độ pH của em này ở vào khoảng 5, cho nên nhìn chung là nó sẽ dịu nhẹ hơn các cái chai độ pH 3.5. Tiếp theo là Neogen, em này có chứa dẫn xuất SAP cho nên lên trên da mình nó ráo khá là nhanh. Tiếp theo là Timeless, trong em này có chứa dẫn xuất MAP. Và cuối cùng là hai cái chai C này chứa dẫn xuất EAA. Với cái chai của Innisfree, bởi vì công thức có chứa thêm niacinamide và tranexamic acid, tổng hòa công thức này lại thì có làm sáng da cho mình. Còn với gạt nhơ thì bên cạnh C dẫn xuất em này còn có thêm hai cái thành phần khác, nhưng nhìn chung cái tác dụng làm sáng da của em này sẽ khá là chậm.